bạn ơi, bạn 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 trai ơi, dạ, bạn có nghe cái câu là hồi nào giờ chưa có người yêu không? Em có nghe rất rõ. Bút sao nè? Nói nghe nè, hỏi thiệt nè. Dạ. Bạn nắm tay đã hôn ai bao giờ chưa? Nắm tay thì có rồi, nhưng mà hôn thì chưa có. Trúng chưa? Trúng hả? Chưa trúng chứ. Chưa trúng. Út này thì hôn lại hôn trúng đâu mà Út. Út lo kỳ quá, Út không. Lo kỳ quá. Đó, dạ. Đúng rồi. Chứng kiến rồi trúng. Nó phải trúng. Dạ. Mời bạn nam. Đây. Rồi, mời gia đình bên đàn gái. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Thu Hiền, năm nay em 31 tuổi, hiện em đang làm kế toán. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, dạ, em chào chị Hồng Vân, dạ, dạ, chào bạn gái bên kia, dạ, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Lốt, năm nay 37 tuổi, em quê của em là ở Bến Tre, hiện em đang làm cho công ty xây dựng. Công việc chính của em là mình coi thủ kho anh. Thủ kho là con thủ quỹ đó, dạ, em. Rồi thủ kho kim bảo vệ luôn anh ơi. Trời ơi, kim bảo vệ con nữa đó. Không ai vô được hết trơn á. Dạ. Nha. Út Út hết luôn hay là còn Út nữa? Dạ còn Út nữa. Trời ơi. Em là Út nhất, còn Út nhì là Út hết. Thường dưới quê hay có nhiều Út lắm. Út, dạ, nhất, Út thêm, Út nữa, rồi Út bét, rồi Út, dạ, chó. Là em Út nhì, còn Út ở nhà là Út mót anh. Út mót nữa. Mót, dạ. Trời ơi, thấy mót có tên Út lòi nữa. Tức, dạ, là mót cái hồi tự nhiên đâu lòi đang ông nó đặt Út lòi luôn. Lòi. Hiền, em nói một chút về bản thân mình đi, điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, nhanh nhẹn, hòa đồng, hoạt bát. Điểm yếu của em là nói chung là cũng hơi rụt rè, đúng đông một chút. Em có cái tật xấu gì không? Dạ. Có ghen tuông hay là có cọc cằn hay là này cái đó là cái tật đó? Hồi giờ em chưa có người yêu nên em cũng không biết là mình có ghen hay không, mà chắc em nghĩ ghen là em cũng ghen ngầm thôi vậy. Bạn ơi, bạn trai ơi, dạ, bạn có nghe cái câu là hồi nào giờ chưa có người yêu không? Em có nghe rất rõ. Út sao nè? Giới thiệu thế mạnh, điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, em giới thiệu em cái nhược điểm của em, mà nói chung em cũng có tí xíu là nóng tính thôi chứ cũng không đánh đổi. Em sống rất là tình cảm và rất là hòa đồng, với lại em cũng rất là nhiệt tình trong công việc. Chút xíu về nấu ăn của gia đình, anh sở thích là ca hát chút xíu. Với lại em cũng có biết tí xíu về làm thơ nữa anh. Làm thơ nữa hả? Dạ. Câu làm thơ thử một câu nghe coi. Dạ. Dạ, em xin đọc mấy câu thơ. Dạ. Tuổi đời 38-42, độc thân vui tính thẳng ngay một lòng, thuận tình thuyền sẽ sang sông, bến bờ hạnh phúc hằng mong ta về. Em ơi duyên nợ cận kề, mình cùng bấm nút mình về bên nhau ạ. Trời ơi, kinh ghê hết ạ. Lý do gì mà em nói là em chưa có yêu bao giờ? Dạ, hồi xưa em đi học thì em tính em nó hiền á, nên em đi học và em về nhà em cũng ít bạn bè. Xong bây giờ ra trường em cũng đi làm rồi về nhà em cũng ít bạn bè lắm chị. Sở thích của em là thích chủ nhật ở nhà mình chăm sóc nhà cửa gì đó. Nhưng mà em quên tuổi tác luôn rồi á. Em có khó tính không? Dạ cũng hơi khó tính một chút á chị. Dạ có kỹ, dạ, tính không? Dạ kỹ thì không kỹ, em cũng thoải mái lắm. Dạ anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi là anh bên đó ảnh có hút thuốc không ạ? Anh không có hút thuốc em ơi. Em thích người cao mà ảnh cao bao nhiêu vậy anh? Anh cao 1m66 em ơi. Dạ. Anh 66 là cao á, cao cỡ chị nè. Tại vì em hơi thấp nên muốn người cao cao tí để mình sau này cải thiện. Đừng có nghĩ là mình lấy người cao mình mới đẻ ra con cao. Dạ. Cái quan trọng là mình chăm sóc dinh dưỡng thế nào thôi. Ở bển là bao nhiêu tình trường rồi? Tình trường của em là có 2 mối tình, thì cái mối tình xa nhất là năm 2010 anh. Trong cái lúc quen với em á, là cái người đó cũng đang chia tay với cái người yêu cũ, cho nên là quen em. Nhưng mà quen trong cái quá trình, cái thời gian, cái người bạn gái đó là nói là chia tay với em là quay về với người yêu cũ. À, phụ nữ thấy cảm giác là mình an tâm rồi. Người này đúng là người của mình tìm, người ta không bao giờ chia tay với mình đâu. Em cứ về suy nghĩ coi mình có thiếu sót gì không. Anh nghĩ rằng có đó. Chứ mình đừng nghĩ là mình hoàn hảo quá, tại sao người ta lại bỏ mình. Hả? Như có yêu một cái người nào trong phim, trong ảnh hay là một cái mẫu hình nào, dạ, trong showbiz không? Dạ có, mẫu người của em là anh Quyền Linh á. Chưa yêu người nào mà mẫu hình như anh vậy đó hả? Tôi nghi nghi rồi đó Linh. Trời ơi, tôi coi cái bạn này có sát. Dạ em chào chị Hồng Vân. Hiền lắm, tình cảm lắm nha. Em ơi, về tính tình thôi đúng không? Hay là về ngoại hình luôn? Ngoại hình em thích da trắng, to trắng không chị? Em nói gì nữa? Lắm. To cao. To cao, không hói. Yên tâm, trời quá trời luôn á. Tính tình thì điềm đạm chút, quyết đó. Em yên tâm đi em ơi, anh rất là điềm đạm. Cái điều mà em mong muốn á, ở bên đây như
hơn cái điều mà em muốn hay sao? Thiệt không vậy chị? Cái đó chị nói nghiêm túc. Nói nghe nè, hỏi thiệt nè. Dạ. Bạn nắm tay đã hôn ai bao giờ chưa? Nắm tay thì có rồi, nhưng mà hôn thì chưa có. Nghe cũng nôn quá, cô gái rất là năng động, dạ, có duyên, dễ thương. Nhưng mà... Dạ, em chào anh. Chào anh gái. Bên nhà gái. Trời ơi, vậy mà sao mà ế kỳ vậy đó? Không phải ế, chắc có lẽ là hơi khó tính thôi. Khó quá, bà nhút nhát quá. Dễ thương mà, nhìn gương mặt rồi rất là tươi. Rồi cả một cái thời thanh xuân người ta đi học là người ta lo, ta yêu thầm ông rồi. Khổ ghê vậy đó. Sao em không thích hói là sao ta? Anh thấy hói bình thường mà. Hỏi những cái câu đó sao trả lời, như tôi cũng đâu thích hói đâu Linh. Rất nhiều người đàn ông lúc đầu không có hói, nhưng sau khi lấy vợ là hói. Thành ra không thích cũng phải thích thôi. Cái đó là không phải là hói bẩm sinh. Cái đó là hói nhân tạo. Hói bẩm sinh thì thôi, cái chuyện đó mình không hói hay không là do tính tình của người phụ nữ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với lại hai em gái em rể của em ạ. Chào cô ạ. Rồi chào cô. Đó mẹ cho ý kiến đi mẹ. Y chang như mẹ luôn. Ông Mai Quyền Linh đẹp trai. Mới Hồng Vân xinh đẹp. Dạ. Mình là mẹ của Hiền. Ba mất sớm rồi nó cũng ở để làm nuôi phụ mẹ để nuôi hai đứa em á. Cho nên nó không nghĩ gì hết. Tới giờ mẹ cứ suối qua cái con lên chương trình tìm chứ nó làm ở trong trong công ty thì nó không có đường ăn. Vậy mà khiêm tốn không chịu nói ra cái điều đó, cái nguyên nhân không phải là ế, cũng không đúng phải rồi, là nhút nhát, cũng đó không là, phải là gì mà là... hy sinh để phụ mẹ nuôi em. Vậy là có hai em gái hả? Em gái mẹ của chồng hết rồi. Em gái chia sẻ chút xíu về chị đi. Dạ, hiện tại ba mất sớm á nên chị đi học xong rồi chị ra trường chị lo cho hai em. Bây giờ hai em đi có gia đình rồi, cũng mong muốn chị có được một gia đình hạnh phúc, tìm được một người đàn ông biết quan tâm cho chị, chăm lo cho chị, cho chị được hạnh phúc. Tụi em chỉ mong muốn vậy thôi. Còn em gái dạ, kia? Em thấy cái người đàn ông bên đây thì sao? Dạ, thì em thấy được, nhưng mà anh có nhậu không anh? Anh tại không vì... biết, anh không biết nhậu em ơi. Dạ, tại nhà em phụ nữ không à. Anh uống nửa ly rượu vô là anh xỉn liền, anh không có nhậu dạ được. Tụi em mong muốn là nếu mà chị em tìm được người thì tìm được người mang được hạnh phúc như chị em. Rồi, bây giờ anh trai, anh đi với ai? Dạ, em đi với em gái họ với người bạn Rồi, em dạ, gái. Em gái. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân à. Thì bên đây chị đây thì chị rất là dễ thương. Nói chung là có một cái nụ cười rất là duyên. Em cũng mong là hai anh chị cũng tạo cho một cái mình một cái mối một cái cơ hội để mà hai bên thoát ế ạ. Cảm ơn em. Linh thấy thế này nè Vân, hai đứa này mà lấy nhau thì số một luôn. Một người thì kế toán giữ tiền, một người thì bảo vệ không ai vô được, giữ kho luôn nữa. Kho luôn. Mở rào. Nào, hãy cùng trò chuyện với nhau. Không gian này, thời gian này là của các bạn đó. Chào em. Anh có cái món quà đầu tiên anh muốn gửi cho em. Đây là một cái sản vật của quê anh, xứ dừa quê anh, nhưng mà chính trái dừa này là do anh trồng. Dạ, rồi cảm ơn anh. Dạ, dưới đây là một cái nón lá để anh gửi tặng cho em. Sau này em có về quê hay ra nắng gì em cứ đội nón lá này lên để cho nó che nắng. Cho em hỏi là hồi nãy anh có giới thiệu là anh ở Bến Tre. Dạ, nhưng mà anh làm việc ở đâu anh? Hiện tại bây giờ anh đang làm ở Bến Lức Long An em. Là anh làm bên thủ kho hả? Anh làm giống như công ty xây dựng đó, rồi anh đi theo anh coi kho rồi. Vậy là anh đi theo công trình hả? Anh đi theo công trình. Cái công ty của anh làm là những cái dự án nó ở đa số là ở Sài Gòn nhiều. Rồi cái thời gian rảnh của anh thì sao ạ? Thời gian của anh thì anh ở trong công trường ban đêm thôi, ban ngày thì anh có thời gian rảnh. Cái chỗ anh nó đang thiếu người đó, cho nên bây giờ anh là phải ở đêm suốt luôn. Còn nếu mà sau này có người nữa thì sẽ luân phiên đổi ca với nhau từng đêm một từng ngày. Dạ. Công việc của em làm ở đâu? Ở khu công nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn anh. Ví dụ như hai người đến với nhau vậy là em thấy em làm rể được không? Cái gia đình của em là chỉ có một mình em thôi. Bây giờ tất cả những cái người anh mà có vợ cũng đã ra riêng rồi, cũng lo cho cuộc sống tư riêng rồi. Với người em thì nó cũng có vợ rồi, nó cũng đã ra riêng rồi, thì bây giờ còn anh. Anh có kế hoạch gì cho tương lai của anh không? Cũng có chút xíu kế hoạch, thì bây giờ cứ trước mắt là anh làm cái công việc này để mình kiếm thêm một cái tích góp được cái một tích lũy một số vốn nào đó. Có khả năng thì mình ở trên này, còn cái quê của mình thì ruộng đất của mình thì vẫn giữ nguyên ở dưới, thì mình cứ đi đi về về như vậy, anh cũng suy nghĩ như vậy. Mà bây giờ em có nhà chưa? Em không có nhà chị, em thì ở quê, nhưng mà em lên đây thì em làm thì em ở nhà của công ty thuê cho em. Ở nhà công ty luôn? Dạ. Nếu vậy thì nếu mà em lấy vợ rồi thì tự em sẽ tính như thế nào?
em lấy vợ thì cái công việc của em vẫn tiếp tục làm ở đây. Sau này mà ba mẹ em thí dụ như cũng không được khỏe thì tụi em chạy lên chạy xuống á chị. Em làm ở đây mà trong khi chưa có nhà, tại sao không về nhà vợ ở? Ở tiện cả đôi đường không? Không, nếu như vợ đồng ý thì nếu mà về nhà vợ ở thì cũng càng tốt chị. Hay đó. Còn cái tình hình mà ba mẹ sau này giống như cái sức khỏe nó cũng không được tốt á thì mình sẽ về tới lui để mình thăm chăm nom với cha mẹ. Đương nhiên rồi. Mình trả em hiếu có ở cho đâu em mẹ. Cũng vẫn phải chăm cha mẹ em. Em gái thấy sao nè? Nếu anh đi theo công trình thì em cũng hơi ngại. Không sao đâu em, tại vì anh nói lúc nãy anh cũng có nói rõ anh rồi. Anh có lăng nhăng không? Không, thì bây giờ anh nói thì em cũng tin anh thì cũng khó tin, nhưng mà cái thời gian mà khi mà em tiếp cận với anh á thì cái điều đó thì em sẽ hiểu được anh, chứ bây giờ anh nói thì em cũng không thể nào em tin hết anh được. Thực ra là làm cái nghề nào thì cũng phải đi làm thôi bé. Yeah. Vấn đề ở đây là bạn đó khi mà yêu nhau, tìm hiểu nhau á thì bạn có đủ tạo cho em cái niềm tin là bạn là người chung thủy anh hay không? Anh cứ nghĩ là quan trọng là chứ mình còn... bây giờ mình đến với nhau là mình có một cái sự yêu thương để chia sẻ, để chăm sóc và để hiểu nhau rồi mình mới có thể mình đi bước đến một cái hạnh phúc. Mình không thể cầu toàn được đâu bé. Thích nghe hát không? Dạ thích. Dòng nhạc nào? Nhạc trẻ ạ. Nhạc trẻ, bolero thích không? Dạ có. Thích là em hát bolero được không? Hát bài nào ngọt ngọt đi em. Dạ bolero em ơi, thì em đêm hát. Làm một bài ngay mà liền em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ. Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài xu bụi ngồi, bao năm giấc xa mưa nắng ngược xuôi. Vậy anh xin hát ạ. Nãy em tên gì anh quên? Dạ em tên Hiền. À anh tên Úc. Nào để tay vào nút bấm đi. Hãy chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hay quá. Rồi. 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 Mừng lắm. Vui. Vui rồi đó. Nắm tay cho các bạn. Thật sự á, hai bạn hợp. Nào. Cái nụ hôn đầu tiên. Con vui lắm nha. Xin phép bác với hai em để cho con có một nụ hôn để con hôn Hiền. Dạ, đầu tiên luôn đó. Luôn đó, đầu đời luôn đó nghe. Mọc ốc không? Không? Mọc ốc không? Có trúng không Út? Dạ có. Trúng không? Có. Trúng không? Trúng chưa? Trúng hả? Chưa trúng chứ. Chưa trúng. Út này thiệt. Không lại không trúng đâu Hoàng Út. Út lo kỳ quá, Út lo kỳ quá. Đó, đúng rồi. Chứng kiến rồi trúng. Nó phải trúng. Dạ. Đúng chưa? Dạ rồi, rồi. Hả? Vân Vân làm chứng. Đúng chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Đúng cho tôi bắt hung cho trúng cho được rồi nha. Dạ. Kinh quá à. Nửa đám cưới nhớ mời tôi nha. Em học y sĩ với dược sĩ ạ. À? Học y sĩ, dược sĩ, sao giờ đi làm công nhân? Đang kiếm một khoản vốn để mở tiệm. À. Bà chàng trai bên đây dễ thương lắm. Đường tình trong trắng. Em sợ mấy người trong trắng. Cái gì? Sao em sợ? Dạ, tại vì người ta trong trắng quá, người ta quen cái người ta chưa biết gì hết trơn. Giờ kiếm chồng mà kiếm vốn. Dạ, cả hai. Giờ nếu như mà bạn trai cho vốn thì có cưới sớm không? Có thì chắc sớm hơn một chút. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia cùng quý khán giả. Em xin giới thiệu tên họ đầy đủ là Nguyễn Trọng Nhân, đến từ vùng đất nắng gió kiên cường Tây Ninh quê em. Một ngày đẹp trời bồi hồi nhận ra là mình bị ế, cho nên đăng ký bạn muốn hẹn hò, cậy nhờ ông Mai bà mối trợ giúp nếu thoát được ế. Cảm ơn vạn lần, em xin hết ạ. Hy vọng ngày hôm nay chuyến xe Tây Ninh chuyển bánh chở những niềm vui hớn hở đón em về. Dạ. Mời em gái giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên là Diễm My, em 24 tuổi, quê ở Cà Mau. Hiện tại em làm ở Sài Gòn. À em làm công việc gì? Dạ em làm công nhân. Bây giờ ở quận mấy?
Dạ quận Bình Tân. Lên đây lâu chưa? Dạ mới lên, tại mới ra trường rồi lên luôn. Em học y sĩ với dược sĩ ạ. À. Học y sĩ dược sĩ sao giờ đi làm công nhân? Đang kiếm một khoản vốn để mở tiệm à. Em học dược trung hay là? Dạ dược trung ạ. Vậy sao giờ mình không đi tìm những cái tiệm thuốc mình vô làm cho người ta, sẵn mình lấy kinh nghiệm luôn mà mình đi làm công nhân? Tại em cũng có học y á, nên em cũng có kinh nghiệm bên y rồi, nên giờ kiếm tiền thôi. Trời ơi, tôi chưa thấy cô gái nào lạ vậy luôn, học ra có bằng cấp đàng hoàng giờ đi làm công nhân để kiếm tiền cái đã. Rất hay. Em cũng học y nhưng mà em học bên xét nghiệm. Em đang công tác tại một phòng xét nghiệm của bệnh viện huyện. Xét nghiệm tức là vô lấy máu trước là xét đó hả? Dạ đúng rồi. Người lấy máu của người khác nhiều nhất đây. Vậy là hai người cũng có một chút xíu gọi là phù hợp với nhau trong công việc, sau này cũng hỗ trợ được nhau ha. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em cởi mở, hòa đồng, mỗi cái thì em cũng biết chút nấu ăn đồ. Còn khuyết điểm của em là tánh tình của em nó hơi già so với lại bề ngoài của tánh em. Tánh tình thôi đúng không? Là sở thích của em thì nó là trồng hoa và nuôi cá. Dạ. Tính tình hơi già là chỗ đó. Dạ. Không vậy cho nó yên bình em ơi. Giờ dạ. Anh thấy là trồng hoa nuôi cá nó yên bình được rồi. Dạ bạn em nói em sắp về hưu rồi. Ưu điểm cái khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là chắc hơi vui tính. Nếu mà gặp người lạ thì ít nói, nhưng mà gặp người quen á thì khùng lắm. Dạ không sao đâu, em cũng khùng lắm ạ. Tình trường em sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Tình trường của em như tờ giấy trắng ạ. Không có mối tình nào luôn. Dạ. Có cảm giác yêu thương gì chưa? Dạ có, thì cũng có quen, nhưng mà chưa tới cảm giác yêu thương thì đã không tiếp tục. Quen bao lâu? Quen khoảng bao lâu? Thì có bạn tìm hiểu nhiều nhất thì chắc cũng được 3 tháng à. Có thích con trai không? Dạ không ạ. Chắc chắn là thích con gái đúng không? Dạ thích con gái mới đăng ký chị. Tình trường của em gái làm sao? Dạ em có 3 mối tình. Mối tình sâu đậm nhất, dài nhất sau này là bao lâu? 3 năm mà. Lý do sao 3 năm mà chia tay em? Thì công tác cũng xa rồi lăng nhăng. Lăng nhăng hiện được. Trời ơi, bao lâu rồi? Chắc 2 tháng. Cái gì mới chia tay có 2 tháng à hả? Rồi bây giờ quên bạn trai chưa? Tại bạn đó lăng nhăng rồi người này người kia. Em cũng biết lâu rồi, cũng tha thứ rồi. Cứ vậy hoài, chứng nào tật nấy phải không? Dạ. Chào em gái xinh đẹp. Dạ, chào anh ạ. Mới có 2 tháng thôi, có còn giữ kỷ niệm gì không? Dạ không, xóa sạch. Nhưng mà em đăng ký chương trình bạn muốn hẹn hò bao lâu rồi? 3 năm rồi. Cái gì? Làm sao? Bị rối vậy? Dạ, tại lúc đó là em chưa có quen á, nên em đi học Cần Thơ á. Lúc đăng ký bạn muốn hẹn hò là chưa quen cái anh đó? Dạ, chưa quen. Rồi cái em đăng ký thì trong quá trình em cũng có tìm hiểu. Dạ. Rồi chia tay xong chương trình điện là em đi luôn. Trời đất ơi, coi như là trong thời gian chờ đợi chương trình gọi là em đã quen được một mối tình và chia tay luôn rồi đó. Là hên là chương trình gọi ngay lúc mới chia tay 2 tháng là lên anh luôn. Anh tưởng đâu nói chương trình báo em bỏ ông kia. Em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Dạ người chững chạc, vui tính nhưng mà vui đúng chỗ, mà nhây đúng lúc nữa. Không hiền quá nhưng mà cũng hiền với em được rồi. Em cao 1m62, bạn nó phải cao 1m7 hoặc 75. Đừng có đô quá vừa được rồi. Dạ, không có đô lắm rồi. Trồng hoa nuôi cá thôi, không đô lắm được rồi. Bà chàng trai bên đây dễ thương lắm, đường tình trong trắng. Em sợ mấy người trong trắng. Cái gì? Sao em sợ? Dạ tại vì người ta trong trắng quá, người ta quen cái người ta chưa biết gì hết trơn. Dạ dạ, bạn nữ bên kia cần biết gì? Em biết, em cần biết gì, em cần biết gì? Giống như là hẹn hò, người ta cũng bắt mình chủ động nữa hay gì kia đó. Dạ. Em biết hẹn hò không? Hẹn hò em biết, chủ động được. Chủ động được, còn dạ. Gì nữa? Nhìn với em thích bạn trai ngực thự. Gì? Ngực bự là ưỡng sao? Ưỡng ngực cái bự. Dạ ưỡng lên hả? Ưỡng có bự không? Cỡ anh Quyền Linh được không? Cỡ anh được không? Không cần, không cần đẹp mà. Miếng ngực bự đúng không? Dạ dạ. Chi vậy em? Tôi nghĩ yêu cầu này phải của đàn ông chứ ta. Ngực bự chi vậy em? Dạ tại em thích gì đó. Thích. Dạ bụng đừng phệ quá. Không, bụng thon lắm. Dạ dạ. Bụng cũng cỡ anh được không? Hấp hấp cũng vô được ạ. Cũng vô được đúng không? Dạ. Nhưng mà có kinh nghiệm này nè. Dạ. Biết hung chưa? Dạ hung má được rồi. Hung má rồi. Đó, dạ, vậy là dạ. Chưa có kinh nghiệm rồi. Dạ kinh nghiệm tới đó chắc được rồi chứ. Được không? Cái đó được không? Này chắc vậy đào tạo lại quá. Ta đào tạo lại được. Rồi anh đăng ký đi học luôn. Ok. Đào tạo lại là được. Trời đất ơi, bữa nay đàn trai lép dế rồi nha.
Để tôi qua tôi coi, nhưng mà nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Thì có 2 năm. 2 năm. 2 năm nữa mới đủ đủ tiền để mở tiệm. À, giờ người ta có tiền ta cho mở tiệm, đầu tư mở tiệm mà chịu không? Chị thì em rút ngắn lại một tí ạ. Bên đây thì chừng nào tiến tới hôn nhân được? Tầm 1 năm rồi. Mình có cùng nhau rồi hỗ trợ giúp đỡ rồi cho bạn gái sớm sớm mở cái tiệm bán thuốc tại nhà rồi sinh con đẻ cái lập nghiệp. Dạ, luôn. Dạ, cái đó thì được. Nhà em thì chị họ của em cũng có nhà thuốc tây ở nhà. Một mẫu người bạn gái như thế nào? 10 năm trước thì mỗi người bạn gái em có 10 chỉ tiêu. Mỗi một năm nó mất đi chỉ tiêu. Giờ hình như là cũng còn có 1-2 chỉ tiêu rồi. Không cần đẹp, dễ thương là được rồi. Rồi. Ngoan, hiền với lại biết lễ phép là được rồi. Có đủ luôn. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Hay cằn nhằn với lại tính ghen, không có chăm chút cho việc nhà. Mà nó nghe nè, sao để móng tay chi dài dữ vậy em? Dạ. Cái gì? Có nhiều những cái công tác trong công việc cần nó nhanh gọn hơn là mình đi kiếm cái đồ. Cái đồ á, làm dạ. Xét nghiệm mà lẻ móng tay nhiều là dơ lắm đó chị. Đúng rồi đó. Dạ, vô đó là đeo bao tay mà. Đâu có bao tay lủng bao tay sao? Dạ, bao tay của em đúng size của em, không bao giờ lủng. Bao tay thì chỉ có bao tay mỏ nó mới dày thôi anh, còn bao tay thường nó đâu có dày. Đúng chưa? Chung ngành tao biết. Bao tay nào cũng đeo được hết, tại vì size lớn thì nó không bao giờ lủng được đâu ạ. À. Em thấy thường thường trai mà để móng tay là cái tính hơi nghi nghi. Trai mà để móng tay là hay gì nè. Đứng lên đi kiểm tra. Dạ. Thôi. Được chị. Có ngực bự không? Dạ. Dạ. Em đủ tự tin, em nghĩ là em sẽ hung được không? Dạ, tự tin được. Thì được. Bạn nói bên kia bạn có kêu là có đào tạo. Huấn luyện đào tạo đó vậy. Em cũng đăng ký đi học rồi. Được rồi. Dạ. Đứng đi. Thôi bây giờ vậy mình hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với mẹ, chị gái với em trai ạ. Dạ. Chào cô Cát Tường, chào chú Hoàng Linh. Linh. Chào quý khán giả. Tôi mẹ Diễm My. Theo nhận xét của tôi thì tôi thấy cháu trai bên đây thì cũng vui tính. Thì tôi cũng mong sao cháu với Diễm My được bấm nút để tới hôn nhân thì tôi rất vui. Cô Cà Mau mới lên luôn á hả? Dạ. Ở dưới làm gì, nghề gì cô? Tôi mua bán gà vịt chú. Cô nghe con mình lên chương trình cô đến thăm thôi đúng không? Dạ. Rồi chiều cô về đúng không? Dạ. Chiều cô dẫn để tương lai về được không? Cái đó cũng chưa biết được vì không biết sao. Để coi nó, để nó nhận xét rồi từ từ mới mình mới biết được chứ. Cô, bây cô giờ yêu cầu gì nó không cô? Dạ yêu cũng... cầu gì nhắn nó luôn đi. chưa biết được chú. Nói vài câu với gọi là má vợ tương lai có thể đó em. Dạ thì nhìn con, cô kìa, nhìn cô nói đi. Dạ con không có hứa là sẽ cho em tất cả những thứ mà em muốn, nhưng mà con hứa sẽ cho em tất cả những thứ mà con có. Cô chào chú. Dạ. Rồi bên đây nhà trai mình có ai nè? Em đi với lại hai người phụ nữ quan trọng là mẹ với lại em gái của em ạ. Xin chào và anh Hoàng Linh với lại chị Cát Tường ạ. Dạ. Chào quý vị khán chào giả cô. Trường quay Nhân thì ở nhà rất là hiền và biết quan tâm tới mọi người. Cái phần mà tới giờ này mà cháu chưa có bạn gái á là cũng là do lo đi học quá. Học xong rồi ra trường kiếm việc làm. Việc làm xong rồi chờ ổn định thì mới nghĩ tới là riêng tư. Yeah. Thì nãy giờ cô thấy cháu cũng ngoan, cũng hiền, nói chuyện cũng vui vẻ. Dáng dấp đó thì cũng xinh. Nếu mà về được làm dâu nhà cô thì cũng không có gì là khó khăn đâu. Tại vì nhà cô là cán bộ viên chức không à. Ba mẹ và Nhân cũng đi làm hết. Chỉ còn em là đi học thôi. Dạ, cảm ơn cô. Em cảm ơn cô. Hôm nay đàn trai có một vài câu nói với đàn gái chút xíu đi. Có hai bà xui nè. Tây Ninh với Cà Mau gặp nhau. Tiến lời gần nói một vài câu với nhau đi, biết đâu sau này mình thông gia nhau sao đúng không? Dạ tiến tới năm trước đi cô. Chị nhận xét về thế nào hiện trai em ạ? À? Tôi thì nhận xét cháu thì thấy cũng nói chuyện dễ thương, kiêm tốn, lịch sự. Thì nhà mình thì ở Cà Mau nhưng mà quê ngoại của Nhân á là chính thức là cũng ở miền Tây, Long An. Nếu như mà mình có duyên á về làm xuôi với nhau. Đây cũng muốn là đi xa để tìm hiểu mà về chị cũng... có ngại là gả con ở xa không? Không, chị duyên nợ của nó tới đâu thì tôi cũng chấp nhận thôi. Biết đâu đúng không? Đó. Trời ơi. Dễ thương quá à. Dễ thương quá. Biết đâu chúng ta sẽ là thông gia với nhau. Dạ, mà cũng là thông gia ta cũng có thể là những người bạn rất tốt với nhau.
Và ngày hôm nay cũng là một cơ duyên để hai người phụ nữ chưa bao giờ biết nhau, ở rất xa nhau, đã gặp nhau trò chuyện như là chị em với nhau ha. Chúc mừng điều đó. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ kéo rào để cho hai bạn trẻ gặp nhau và trò chuyện. Anh có món quà gửi tặng em hen. Dạ, cảm ơn anh ạ. À, sở thích lúc rảnh rỗi của em là làm cái gì ạ? Em hay chạy xe đi hóng gió á. Mà bạn em chở mà tại em không có xe. Anh cũng thích đi hóng gió này, có về thì anh về anh chở em đi hóng gió được. Rồi em có nhận xét gì về anh không? Hơi hiền, tính tình chắc cũng kỹ. Nói chung là môi trường bệnh viện thì em cũng biết rồi, phải kỹ thôi. Anh thấy em thế nào? Hồi hộp, em rất là xinh. Anh thấy là thấy thích. Nhân nhân, em thấy ngực anh thế nào? À, em thấy đáp ứng đủ tiêu chuẩn của em không? Dạ chắc cũng hơi hơi. Nó chỉ hơi bự thôi chứ nó chưa bự. Người ứng ứng ngực ra nhá, trời ơi. Dạ anh ơi, cái này có thể cắt được không? À được, cái này, thì mình, cái này thì bỏ được bình thường. Hai năm nữa thì có sao quá không? Anh tính một tại năm giờ rồi. Em đang kiếm vốn á. Kiếm vốn là đó, em kiếm một mình. Còn nếu mà kiếm hai mình thì rút ngắn lại được không? Giờ kiếm chồng mà kiếm vốn. Dạ cả hai. Giờ nếu như mà bạn trai cho vốn thì có cưới sớm không? Có thì chắc sớm hơn một chút. Vốn mở tiền thuốc tây khoảng nhiêu? Dạ em chưa biết nữa. Ủa, trời ơi, thì sao em tính chưa? Là 2 năm, em đi làm 2 năm tại em. Dạ em nghĩ 2 năm rồi sẽ đủ. Vốn tiền thuốc tây thêm khoảng nhiêu em trai? Dạ tùy theo quy mô thôi ạ. Tùy theo quy mô mình bán ở tỉnh hay ở huyện hay ở xã thôi. Thì khoảng nhiêu? Nói chung là khoảng tầm 100 triệu đổ lợi. Trời ơi. Không triệu. Tới đâu. Anh thấy không tới. Em nghĩ là hơn á anh. Anh thấy không tới đâu. Nếu mà kẹt quá sách bịch ra ngồi bán cũng được. Ở nhà thì cũng có tiền thuốc tây, anh cũng hay chạy ra thì thấy cũng không đến nỗi phải nặng vốn vậy đâu. Anh cho mình gói đầu được mà. Bán thuốc tây mình gói đầu được. Ôi vậy đơn giản rồi. Dạ. Sao? Thì mình chỉ đầu tư cơ sở vật chất ban đầu thôi, còn thuốc thì mình gói đầu được. Em định về quê bán đúng không? Dạ, tại em cũng không thích sống ở thành phố. Dạ, vậy chắc cũng phù hợp với lại sở thích về hưu của anh. Hai người gặp nhau được đấy. Nhưng mà về Tây Ninh hay là về Cà Mau? Dạ, em có làm dâu được không? Nói dạ được á. Nói chung là mẹ anh cũng không có yêu cầu làm dâu đâu. Nhưng mà tại vì trai lớn trong nhà thì nhà cửa cũng có sẵn rồi. Thì được thì tốt nhất là vậy thôi. Dạ em nghĩ là tính của em sẽ hợp. Tại em cũng biết lo lắng cho nhà. Nhưng bây giờ chưa tới chuyện đám cưới là còn 2 năm nữa nè. Bây giờ hẹn hò đang ở xa thì từng hẹn gặp nhau được mấy lần để mà tìm hiểu mới rút nhanh mới cưới được chứ. Hàng tuần thì nếu mà không trực thì một tuần lễ em có thể xuống Sài Gòn được. Dạ, thì hẹn hò cũng dễ, không đến nỗi khó đâu hả? Dạ. Anh nghĩ là em phải xuống nhiều hơn đó. Em làm ca đúng không? Em làm theo ca. Dạ em làm ca 12 tiếng. Dạ. Cực à, làm cực lắm ạ. Dạ lúc trẻ thì gán hả? Anh biết nhậu mà. Giao tiếp thì chắc là được, anh rượu thì anh không uống được nhiều. Em thích người uống nhiều. Trời đất ơi. Cái này tập cũng được luôn nữa. Có thể là đi giao tiếp được nhưng mà tới chừng mực nào đó. Thì đúng rồi, anh nói là anh uống giao tiếp được thì ai giao tiếp với anh bao nhiêu thì anh giao tiếp lại. Dạ, anh giao tiếp thường thường mấy thùng mà. Trời ơi. Thì đối tượng giao tiếp với mình bao nhiêu thùng thì mình giao tiếp lại y hệt. Thôi không ẩu nha. Đối tượng uống chừng 3 thùng là anh chết, không có giao tiếp nổi đâu. Em gái uống được không? Em uống được không? Dạ dân miền Tây thì người nào cũng biết uống rượu hết à. Dạ đúng rồi. Em uống được mấy lít? Em uống được chứ 1000 ml quá. Cũng được, vậy có thể là nếu mà anh cũng hơi sơ sức qua bên rượu thì chắc em cứu anh được á. Anh có hút thuốc không ạ? Không. Đừng có nói em thích người hút thuốc nha. Dạ không, mà tại vì em bị dị ứng thuốc. Tốt. Nguyên nhà nãy giờ mới thấy bình thường lại rồi đó. Dạ, nguyên nhà của em là dị ứng với khói thuốc luôn, không có tiếp xúc được. Rồi, thôi bây giờ trao đổi vậy cũng đủ rồi. Bây giờ bạn trai mình nói một gì đó tỏ tình, hay là mình hát một bài hát tỏ tình với bạn gái đi, rồi mình kết thúc cái cuộc nói chuyện này. Dạ, vậy thì em cũng xin hát tặng bạn với lại khán giả một bài ạ. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Làm như cái nghề của nó cũng giận như bài hát á. Đi vô mà thấy khám bệnh mấy người lấy máu cứ nắm tay vô thật chặt. Tớ chặt để nó nổi gân lên nó lấy đúng không em? Dạ đúng rồi.
Bây giờ để tay vào đây, để tay vào đây. Hai bà thông gia hợp rồi đó. Gọi là tương lai cũng đã gặp nhau rồi, cũng rất là yêu thương nhau, hung nhau rồi. Giờ mình chờ hai nhỏ nó hung thôi. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em có bấm mà. À. Rồi. Nắm tay nhau thật chặt, nắm tay nhau thật lâu. Dạ. Dạ tại vì kỹ năng cũng non yếu thì con cũng xin phép cô. Dạ. Thôi ơi, nhẹ nhàng lắm. Bạn trai cũng cô gái đưa cái má nhẹ quá. Trời ơi, nhẹ nhàng thế đó. Dễ thương gì đâu. Rất là hạnh phúc ha. Đây là chiếc vé xem phim. Tìm rồi, nhau chúc đi. Các bạn hạnh phúc. Có gì thầy không thích ở phụ nữ không thầy? Không thích phụ nữ càm ràm, nói nhiều. Không được, cái đó phải thích thôi. Thầy biết sao con gái thấp đứng tới đây nè thầy. Đó, mình đứng ngang ngang cái mặt nó ụp vô trong cái lồng ngực đó thầy. Cái cảm giác được che chở lắm. Nó đã lắm thầy thiệt. Đã gì đâu mà thấy. Một chút thầy thử thầy ôm một cái đi. Vô trong trọn trong trong vòng tay mình luôn á thầy. Rồi ôm cái coi. Ôm chặt vô. Vừa sai thầy ơi. Nói gì ôm ông nào chưa? Chưa đúng không? Ôm. Đó. Xin phép được mời nhà gái ra trước ạ. Mời nhà trai. Mình giới thiệu về mình trước đi nhà gái ha. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan và chào quý khán giả trong trường quay. Chào nhà gái. Em là tên Lưu Thanh Kiều, em sinh sống và làm việc tại Trà Vinh. Em làm nghề kinh doanh buôn bán, em bán quần áo may sẵn. Dạ. Em 46 tuổi. Rồi, mời nhà trai. À, kính chào quý vị khán giả trong trường quay. À, ta tên là Nguyễn Quốc Thành, năm nay 46 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Nghề nghiệp là giáo viên. Giáo viên dạy cấp mấy? Dạy cấp 3. Thôi mình vô luôn cái vấn đề là điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Em điểm mạnh của em là biết nấu ăn, lo lắng chăm sóc cho gia đình. Điểm yếu của em là hay bị mù đường, em không hiểu. Em đi đường em bất cứ biết đường. Không sao, cái đó sau này mình có bạn trai rồi là bạn trai làm dẫn đường cho mình, không lo. Dạ, với em không biết chạy xe. Cũng không sao luôn. Có người chở luôn. Dạ. Rồi mình còn bên kia. Điểm mạnh em là biết vui vẻ hòa đồng. Rồi ngoài dạy học ra còn có thêm nghề ta trái nữa là thợ chụp hình cưới. Điểm yếu thì hơi nóng tánh và nói thẳng, nhiều dễ mít lòng. Trời ơi thầy ơi thầy. Thầy thầy dạy học trò cái thầy giận quá thầy bát học trò. Không có. Lúc mà mình nóng tính nhất là mình làm gì thầy? Nóng tính rồi bỏ đi. Trời, vậy cũng đâu có gì đâu, không sao. Người nóng thì sẽ có người vuốt. Bên đây đúng là rồi. Cái người là chăm sóc cho gia đình tốt lắm mà vuốt được nè. Đường tình duyên bên nhà gái sao nè? Em thì giống như là em cũng không có mối tình nào mà ấy hết. Tại vì là hồi lúc nhỏ thì em lo chăm lo dạng như là phụ cha mẹ, lo cho gia đình. Dạ. Tới lớn lên thì cũng như là có người may mối, nhưng mà em do quan điểm không có đồng quan điểm đó chị. Dạ. Thành thử ra em không có tiến tới hôn nhân. Dạ. Em thấy chị hơi run. Dạ. Thôi chị đừng có run nữa, có em mà. Đừng có run nữa. Tại vì em cũng hơi nhát. Cũng nhát, dạ. Nói chung là bên đây cũng không có cái mối tình nào hết trơn. Tính ra thì không có mối tình nào. Tâm hồn trong trắng lắm. Vậy là còn lo chuyện gia đình là quên đi cái chuyện riêng của mình. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Còn thầy giáo sao nè, nói cho bà mối bà nghe coi. Giờ đường tình duyên thì đã ly dị 2 năm. Thầy có con không thầy? Có đứa bé 6 tuổi, đang ở với mẹ. Trai hay gái thầy? Dạ, trai. Vợ chồng ở nhau được có 1 năm. Rồi sinh con, rồi vợ về ở bên nhà vợ. Rồi không chịu gì ở bên gia đình bên đây. Hiện giờ gia đình bên đây thì đang ở với mẹ già. Bên cô kia thì kêu
mua nhà ở riêng. Thành ra cứ dây dưa 4 năm. Mẹ thầy nay nhiêu rồi? Dạ 76 rồi. Mà vậy thì thầy cũng khó, bên là mẹ, bên là vợ. Tôi qua tôi coi nhà gái coi. À, chào em gái, dạ. Sinh năm 76 luôn. Dạ. Bây giờ thí dụ giờ bên Đồng Tháp ta cần cô dâu về chăm sóc mẹ già 76 tuổi. Em thấy sao? Dạ, em thấy nếu mà chỗ nào mình ở được, buôn bán làm ăn được thì em cũng có thể về được. Vì Đồng Tháp buôn bán quần áo cũng được mà. Nhà thầy buôn bán được không thầy? Dạ được anh Nguyễn Minh này. Cũng gần ở thành phố Sa Đéc. À thành phố Sa Đéc rồi, ngon luôn. Sa Đéc là rất là đúng phát rồi. Triển. Phát triển luôn, Sa Đéc dạ. Rất là phát triển luôn á. Thí dụ hai người có duyên nhau. Dạ nếu mà có duyên với nhau thì tiến tới được thì có thể là về làm dâu được. À có thể em ở Trà Vinh em ở với ai? Em ở cũng với ba mẹ. Ba mẹ với ai nữa? À, anh chị em có gia đình hết rồi, còn có mình em ở chung với ba mẹ. Ba mẹ lớn tuổi chưa? 70 à. Hay là giờ rước mẹ thầy với mẹ cô qua ở chung luôn được không? Cái này em nghĩ chắc một tí nữa khi mà mình mở rào á, hai anh chị sẽ chia sẻ mình có bạn trai là mình mong muốn cái người bạn trai đó như thế nào. Người bạn trai đó thì cao hơn em, cao 1m6 đổ lên, tính tình thì hòa đồng vui vẻ. À, yeah. Là người tiếp người, biết chăm lo cho gia đình. Hay là ốm hay là như thế nào đó. Ưa nhìn được à, anh giống như là cỡ như anh Quỳnh Linh vậy được. Bên đây anh hơi mập đó nha. Thầy là hơi gầy gầy chút xíu được không? Thầy ốm á, chị về chị dỗ cho béo lên. Dạ. Thầy dễ ăn không? Dạ em dễ ăn. Dễ ăn rồi vậy được rồi. Thầy muốn mẫu hình lý tưởng của thầy như thế nào? Người con nữ phải cao 1m65 trở lên. Có luôn. Tính tình vui vẻ hòa đồng. Có luôn. À, biết kính trọng người lớn và quan tâm và chia sẻ trong cuộc sống. Quá quan tâm tới mức giờ cô chưa đi lấy chồng luôn đó. Có gì thầy không thích ở phụ nữ không thầy? Không thích phụ nữ càm ràm, nói nhiều. Không được, cái đó phải thích thôi. Ví dụ như mình có cái chuyện gì nói rồi thôi, nói hoài có chuyện đó. Bản tính vậy rồi. Không có à, không hề à. Thấy 10 người, hết 9 người rồi. Đây là tại nói hoài là tại vì nói một lần mà không có nghe cho nên người ta phải nói lần thứ hai. Ta nghe ta mệt rồi ta đi luôn, ta không muốn nghe thôi. Đúng không? Mấy chị em phụ nữ, đàn ông có một cái tính rất là ngộ. Khi mà mình nói lần đầu tiên á không nghe đâu, nói lần thứ hai cũng không nghe, rồi tới hồi ta nói lần thứ ba cái nói người ta sao nói hoài. Đúng ta không? Đúng không mọi người? Hiểu rồi. Đó. Từ từ người ta nghe, làm gì nói hoài vậy? Không. Nếu mà đã nói nghe là phải sửa, là phải làm theo. Đàn ông sao là chị không thích? Em thích mấy người hơi dịu dàng chút xíu với không có tánh cọc cằn quá. Anh có dịu dàng không? Anh là dịu dàng. Em coi chương trình vậy. Ừ, anh đâu có cọc tính không? Dạ. Thấy chưa, bên đây cũng vậy đó, yên tâm, nhà trai dịu dàng lắm. Chỉ có phụ nữ hay cọc tính vậy thôi. Tại vì nói hoài không có nghe. Đó, thấy không nói nữa, thấy chưa? Chị ơi, nay chị đi với ai vậy? Em đi với em gái của em. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan. À, là hồi nãy em có nghe anh giới thiệu là anh hơi nóng tính. Và mỗi lần nóng tính thì anh sẽ bỏ đi. Thì mỗi lần như vậy anh đi đâu? Đi xa, đi gần? Hay là... Câu này hay á. Hay là giận quá tôi bỏ nhà tôi đi luôn. À, anh thì giận thì bỏ đi chút xíu là trở về chứ không có... Rồi thôi rồi chứ không có... Bỏ đi chút xíu đi xa không? Không, đi vòng vòng nhà chứ không đi đâu xa. Đi đâu anh? Đi sau giường. Rồi với lại cho em hỏi một tí nữa. Anh nói cái chiều cao là từ 1m65 trở lên. Thì bây giờ nếu mà chị em không đạt được cái tiêu chí đó thì giảm lại tí được không? Thì anh nói với chiều cao vậy nhưng mà chừng 1m6 trở lên là ok rồi. Mình cũng không cần phải nó đúng cái mục tiêu của mình. Chắc mang guốc vô được. À. Em ơi, chị em là đã hy sinh vì gia đình. Dạ đúng rồi, chị em là... Đó là chị phải có người yêu lâu rồi, có gia đình luôn rồi. Mình có thấy thương chị vì điều đó không? Dạ có. Chị phải lấy chồng, chị đi xa rồi ai ở nhà chăm sóc ba mẹ? Dạ cái vấn đề đó không có quan trọng lắm đâu anh. Tại vì ba mẹ em là mấy đứa con là ở vòng vòng không mà. Có gia đình nhưng mà cất nhà vòng vòng gần đó thôi. Tụi em có thể về chăm lo ba mẹ phụ. Chứ rồi. Không phải, tại vì chị cũng lo nhiều rồi. Bây giờ chị nên tìm cái hạnh phúc của chị. Nếu mà chị cảm thấy hợp, có một chút gì đó rung động thì giống như hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu. Khỏe re. Vậy là vòng 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 có chị em rồi, không có lo, đỡ lo. Thầy, em nói thầy nghe nè,
thầy cao 1m75 á thầy, cái mình chọn con gái á thấp thấp thôi. Rồi thầy biết sao con gái thấp đứng tới đây nè thầy. Đó, mình đứng ngang ngang cái mặt nó ụp vô trong cái lồng ngực á thầy, cái cảm giác được che chở lắm, nó đã lắm thầy thiệt. Đã gì đâu mà một thấy. Chút thầy thử thầy ôm một cái đi, vô trong trọn trong trong vòng tay mình luôn á thầy. Ha thầy ha. Thôi bây giờ mình mở rào đi. Mở rào. Nó bà mối bà nôn lắm rồi đó. Nôn thiệt. Anh nhớ món quà để tặng em. Em có món quà tặng. À, cảm ơn. Em thấy anh như thế nào? Em thấy anh thì cũng hiền, cao, cũng ít nói như em cũng ít nói. Chứ anh đi dạy là học trò nó sợ lắm. Sợ là sợ sao anh? Tức là nó không có dám dạng như mình cũng có từng mật, chứ nó không có đùa giỡn. Giống như anh nghiêm túc. Không phải nghiêm túc, mình dạy phải đánh làng hoàng với mình ấy đó, nó đâu có dạy nó được. Cái gì phải nói rõ thẳng, thì không có vụ mà ức ức mơ mở. Nhưng mà dạy nha, dạy học trò thì cũng có lúc cũng phải pha trò cho học trò nó vui vẻ lên, cái tinh thần nó thoải mái. Thì cũng có. Chứ nếu mà anh cứng rắn quá thì nó cũng đâu có, học trò cũng đâu có ấy không. Em có thường hay lên xe đét không? Không, em nói em bị mù đường, em đâu ít có đi lắm, em không có đi đâu, không có tự đi một mình được. Thành thử ra em không có biết xa đét, đi ngang thì có. Thầy thấy em sao? Có thể là đúng tiêu chí của thầy không? Tại vì em hơi lùn, em thì cao 1m51 à. Cái đó không quan trọng, nói thì nói gì chứ ăn thua là tấm lòng thôi, chứ chiều cao không quan trọng. Biết quan tâm chia sẻ trong cuộc sống là tốt. Thì con cái thì em có cần bao nhiêu đứa? Dạ không, em không quan trọng về con cái cần bao nhiêu đứa, miễn một đứa là cũng được rồi. Anh thấy đứa là đủ. Anh có con riêng vậy thì thí dụ như là anh mỗi tháng đi thăm con hay là hàng tuần? Không, anh một tháng anh lên thăm lần. Con anh sống với vợ mà ở đâu, ở gần anh không? Không, ở cách xa khoảng 25 km. Em có ngại điều đó không? Thì là phụ nữ thì ai cũng ngại điều đó, nhưng mà có cái là cái mức độ quy định. Thí dụ như không phải là em không muốn cho đi thăm con, nhưng mà có cái là đi thăm con là cái bổn phận và nhiệm vụ của người cha thiêng liêng mà, thì em không có gì ngại. Anh thì hiện giờ ở với mẹ già, rồi em có thể ở cùng anh được không, hay là em ở dưới cột kè? Cái này thì mai mốt mình tìm hiểu đi rồi hả, mình tính tới, chứ bây giờ nói trước thì... Tại vì cái gì anh cũng phải hỏi thẳng anh. Bây giờ thí dụ như thầy có lo cái chỗ buôn bán cho gọi là người bà xã tương lai được không? Buôn bán thì ở phố Sa Đéc thì nó rất là nhộn nhịp. Nhưng mà em là tiếp người phụ nữ thì hơi càm ràm ấy. Tại vì phụ nữ là phải hơi càm ràm, nhăn rồi, chứ không có khi nào mà khỏi được hết. Ví dụ như càm ràm mình nói gì đó thì nói một lần thôi, chứ anh không thích nói hoài cái nhiêu đó, cái nói hoài nhiêu đó. Bây giờ thầy bước tới đó, thầy nắm tay cô gái hát một bài nào đó ha. Rồi thầy ôm thử coi vừa sai không thầy. Buồn quá, dạ. Mình lên đúng không? Rồi mời cô đó, hai người nắm tay nhau đó. Rồi để hát tặng bài gì cái đi. Xin hát tặng bài Giọt Sương Trên Mí Mắt. Trời quá dữ ơi. Luôn thấy chưa, có chim hót liền. Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt suốt cuộc đời mẹ cha. Khi em đã lắng nụ hồng nở trong tim, giọt sương trên mí mắt là cuộc tình đầu tiên. Hát nè. Rồi ôm cái coi, ôm chặt vô. Vừa sai thầy ơi. Nói gì ôm ông nào chưa? Chưa đúng không? Ôm đó. Không có còn thời gian nữa. Thầy cũng phải trong thời gian này phải bằng mọi cách mình chạy nước rút thôi thầy nha.
Được không? Dạ được. Rồi. Bấm hay không bấm là quyền của anh chị nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hồi hộp quá. Thấy chị lâu bấm hồi hộp quá. Kiều suy nghĩ hả Kiều? Dạ. Suy nghĩ gì vậy? Kiều lo gì Kiều nói luôn đi. Em thì lo tắm cửa mà thầy hơi giống như hơi cọc nắm tắm. Không, không có đến mức gì đâu. Hai người nắm tay nhau đi. Chúng ta không còn thời gian nhiều nữa. Thanh xuân cũng đã qua rồi. Chúng ta còn lại một chút thời gian để dớt dát thanh xuân. Và sẽ là những món quà gửi tặng anh chị. Chúc anh chị hạnh phúc. Hôm nay là một ngày mà cả Quyền Linh và Ngọc Lan gặt hái được rất là nhiều cái thành công. Dạ mét 92. Trời ơi 92. Xin lỗi em, chị sẽ qua nghía hàng trước. Đứng thôi muốn bằng rồi nè. Chào em. Chị ước mơ có một người bạn trai mà cao 1m85. Mà chị chưa gặp được ai hết. Hôm nay chị gặp em nhưng mà bên mặt là nhà gái cao mét mấy vậy? Dạ dễ thương mà. Con cao 1m55 ạ. Nhiêu? 1m55. Nhưng mà nhìn rất là cao nha. 1m55 á hả? Ừ. Một chút tôi tưởng tượng 1m55 đứng như 1m92 chưa mang dài nha. Mang dài lên nữa là mệt lắm á. Một chút nữa hứa với chị Ngọc Lan là sẽ ôm bạn gái vô trong lòng để coi tới đâu. Nha. Chúng ta sẽ chào đón bạn nữ ra trước nào. Và bây giờ chúng tôi xin mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Tôi ngồi tôi nhìn lúc bên cao luôn vậy đó. Cao dữ lắm hả? Mời nhà gái giới thiệu về mình. Lần đầu tiên em xin chào chị Ngọc Lan, chú Quyền Linh, bạn nam và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Vũ Thị Bích Nga, hiện tại em 27 tuổi. Em đang làm và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là trợ lý sale ạ. Một công việc đòi hỏi rất là nhiều thời gian cũng như là đòi hỏi bạn phải có một cái sự năng động rất là nhiều. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Bùi Thế Tường. Thì năm nay tôi 30 tuổi. Công việc hiện tại của tôi là kinh doanh tự do, mua bán xe và làm nhà đất. Thì ngày xưa tôi cũng có làm bên hàng không nhưng mà hiện tại đang dịch quá thì tôi đang tạm nghỉ. Hàng không hả? Dạ. Máy bay nào chở em nổi? Máy bay người ta trần có 2m mét mấy à? Em mét mấy? Dạ mét 92. Trời ơi 92. Xin lỗi em, chị sẽ qua nghía hàng trước. Đứng thôi muốn bằng rồi nè. Chào em. Dạ chào chị. Thiệt ra chị nói cho em nghe là chị đã từ lâu lắm rồi. Chị ước mơ có một người bạn trai mà cao 1m85. Mà chị chưa gặp được ai hết. Hôm nay chị gặp em nhưng mà em tới 92 lần chị. Em tới 92 lần đó, hơi vượt chuẩn của chị rồi. Thôi, được rồi, để tôi làm mai cho. Em ước mơ 1m85 đúng dạ. không? Có một bạn 1m58, đẹp trai, cũng ngon lành. Để dành xài đi. Kỳ cục quá à. Trời ơi. Tại vì á, thầy nói rồi, con là phải đúng 185cm thì nó mới được. Đó. Rồi, để lên mua xíu, nó dài xíu cho hai. Cho mấy phân lên có gì đâu. Mời nhà gái cho nhà trai biết cái ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là em năng động, nhiệt tình, hát hay nữa anh. Trời ơi. Hát hay nữa hả? Dễ thương nữa ha. Dạ. Hát nghe cái coi. Hát nghe bài coi hả? Đúng rồi. Hay không nè. Vậy em xin gửi tặng bài Rùa Con ạ. Rùa Con, bắt dạ. đầu. Nắng ban mai lung linh. Rùa con nắng ấm áp, khẽ vươn vai nhìn em rùa cô. Ngồi nhìn nó say mê, làm em nhớ anh khi làm quen. Đến bên em chân tay cứ run. Thế nên em nuôi rùa, cũng giống như nuôi anh này. Khi khiến anh ngày xanh nắng. Rùa con không chịu ăn, giống như anh giận. Không cùng ngồi tám đêm khuya cùng em với chiếc phone. Là rùa con của anh, là rùa con của em. Là tình yêu đôi lúc tuy hơi ngu ngơ nhưng đáng yêu. Ngày mai em sẽ thêm yêu cuộc sống của anh và rùa.
Bài này ai sáng tác? Dạ hay mà. Hả? Hay mà. Hay thì rất là hay, rất là dễ thương, nhưng mà nó lạ. Dạ. Hát kiểu mới hả? Không có, bài thì có ca sĩ hát luôn á. Thôi được, nghe cũng vui, nói chung là vui. Nay đã có nước giặt xả tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Nè, bây giờ đáp lại coi, bên kia rùa con đúng không? Dạ. Hát rùa mẹ cho anh. Dạ. Hát rùa mẹ cho anh. Nào. 2, 3. Rùa mẹ sắt đi 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 đi, rùa mẹ sắt đi 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 đi, rùa cha sắt đi 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 đi. Cho tôi quýnh ông quá. Thấy à, nhà trai tôi cũng biết đối đáp đó chứ bộ. À, thấy chưa? Rất là dễ thương. Ừ, tuổi trẻ à, mới có những cái này nè. Bây giờ nhà gái điểm yếu có gì không? Về điểm yếu thì con có hay dễ tin người. Ừ. Rồi hay ôm đồm nhiều việc á. Ôm đồm? Dạ. Gì nữa? Nấu ăn không ngon nữa. Nấu ăn không ngon? Dạ. Gì nữa? Hơi nhát xíu. Cũng đâu nhát lắm đâu. Dạ, đây là mang hết tự tin lên đây luôn rồi đó. Không, vậy tự tin vậy tốt đó. Dạ. Vậy ok lắm á. Dạ, không có nhát đâu. Rồi, nhà trai ưu điểm khuyết điểm gì nói cho bà mối bà nghe coi. Dạ, ưu điểm của mình là thích chơi thể thao. Ừ. Chịu khó làm việc, năng động. Còn khuyết điểm thì lâu lâu cũng có hay hút thuốc, nhưng mà cũng đang bỏ dần rồi. Bỏ đi ha, thuốc không tốt đâu. Nhà em chắc phải làm lại cửa, đóng lại giường hết ha. Dạ đúng rồi, mốt mấy cái cửa. Nhà ngủ giường mấy. Nói chung là giờ ông nằm đại dưới đất lăn thôi chứ giường. Không có cái nệm nào vừa hết. Dạ, trai mà dễ mà nằm đâu cũng ngủ được chứ. Giờ mà đi vô mấy nhà khác coi chừng cái cửa nha. Trời, cao xong 92 dữ trời. Này giờ chắc có thi net top mô đồ gì không? Dạ xưa có thi nhưng mà thấy không phù hợp nên nghỉ. Thôi vậy được rồi, nói chung là em là cao vậy là quá khổ rồi đó. Bên dạ. Mà nhà gái cao mét mấy vậy? Dạ. Dễ thương mà. Con cao mét 55 ạ. Nhiêu? 1m55. Nhưng mà nhìn rất là cao nha. 1m55 á hả? Ừ. Một chút tôi tưởng tượng 1m55 đứng như 1m92 chưa mang dài nha. Mang dài lên nữa là mệt lắm á. Một chút nữa hứa với chị Ngọc Lan là sẽ ôm bạn gái vô trong lòng để coi tới đâu. Nha. Yeah. Mà cao quá thật ra là nó cũng nhiều khi gặp cái cô gái cũng khó làm quen lắm nha. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Mấy mối tình rồi? Dạ 3. Cũng 3 khá ghê ha. Mối mấy năm? Mối đầu mấy năm? Mối đầu 3 năm. Mối thứ 2? 2 năm. Mối thứ 3? 2 tháng. Sao nó nhỏ dần theo sao thời gian mối thứ vậy? Mối thứ 3 nó xuống dữ vậy trời? Xuống cấp dữ vậy em? Dạ. Lý do sao mà 3 mối tình nó chia tay? Thì mấy mối tình đầu thì lúc mà còn đi học á. Ừ. Quen thời học sinh thì đâu có bền. Ừ. Mối thứ 2 đâu phải học sinh đâu? Dạ, mối 2 là sinh viên. Sinh viên? Cũng chia tay luôn, tại chia sao? Chia tay luôn. Tại vì đó, lúc đó thì công việc hai đứa cũng chưa ổn định như này kia, thì hai bên cũng lo đi làm kiếm tiền rồi không có quan tâm với nhau. Giờ ổn định chưa? Dạ giờ ổn rồi. À ổn rồi mới giờ lo cho vợ con được chưa? Dạ được. Nè bây giờ lắng nghe cái đường tình duyên của nhà gái này nha. Ừ. Mình nói đi. Em thì em trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình thứ 2 của em thì cũng được 1 năm, do cả hai không hòa hợp, do thời gian của hai đứa cũng ít tiếp xúc á chị. Cho nên là dần dần nó bị cái tình cảm nó nhạt dần. Xong rồi hai đứa cũng quyết định chia tay luôn rồi. Ừ. Bây giờ là mình đã sẵn sàng cho đúng một cái ạ. Mối quan hệ mới chưa? Dạ đúng rồi chị. Rồi, em nói luôn về cái tiêu chí chọn một cái người bạn trai của em là gì đi. Bạn trai của em thì em sẽ tiêu chí là cao. Em thích cao. Thừa. Dương xăng. Khỏi cần tiêu chí đó. Ngoại hình ưa nhìn chị. Tính cách thì em thích một bạn chững chạc ạ. Điềm tĩnh với lại biết suy nghĩ ạ. Rồi em không thích điều gì ở bạn trai? Em không thích con trai tính gia trưởng. Vậy thôi. Với lại không thích bừa bộn á chị. Nhà gái đưa ra tiêu chí đó, nhà trai thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm, nói cho nhà gái biết luôn. Dạ thì em thấy em đáp ứng đủ hết á. Đủ hết luôn á hả? Dạ, đúng. Có bừa bộn không? Dạ, nhìn lịch sự không? Không lịch sự, ăn mặc lịch sự khác, nhưng mà ở nhà đó, phòng ốc bừa bộn không? Dạ không. Đi đâu chị... có vứt đó không? Dạ không. Rồi có gia trưởng không? Dạ không, người Sài Gòn mình đâu có ai gia trưởng nữa. Rồi bây giờ tiêu chí của mình nè. Tiêu chí của em về người bạn gái thì cũng có ngoại hình chút xíu. Rồi biết dễ thương, cũng dễ thương. Dễ thương. Yeah. Biết quan tâm lo lắng cho bạn trai, hòa đồng vui tính. Bên nhà gái là tôi coi tôi thấy có duyên lắm á. Ừ, bên đây tôi thấy nhà trai tôi cũng chịu. Bây giờ mẫu hình biết. Lý tưởng của em có thích giống ai không em trai? Nói chung thì bạn gái thì cũng hơi thấp, nhưng mà mẫu hình lý tưởng thì
Mấy ca sĩ em thích Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà à. Ngọc Hà cao quá. Thì cao cao vậy đứng vừa với em. Thật ra bên đây thì không có cao như chị Hồ Ngọc Hà, nhưng mà về phần xinh đẹp thì không thua đâu nha. Xinh đẹp á. À, bây giờ mình đi với ai đi? Bây giờ mình hỏi thăm người nhà đi. Cái nhà em bữa nay bận cho nên là không tham gia được ạ. Rồi, không sao, có chị Ngọc Lan. Rồi, còn bên nhà trai mình đi với ai cưng? Dạ, em đi một mình luôn. Tại rồi, vì nhà sao. Cũng sợ bị cô vết tính. Có ông Mai bà mối ở đây để làm cái gì? Bây giờ thôi kéo rào cho hai bên gặp mặt đi rồi bàn bạc rồi tính sau nha. Mở rào. Vô hàng. Hello em. Chào anh. Thì hôm nay anh đến đây cũng muốn làm quen với một người bạn gái, nhưng mà thấy em cũng dễ thương thì anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Mình đứng xích ra, mình đứng gần, mình không biết nhục hay gì vậy. Thằng này tụi nó đứng sát sát chứ, không dám đứng gần thiệt. Đứng sát vô coi. Công nhận nó hợp ghê ta. Hả? Không biết là cái gu tụi em sao nha, nhưng gu của chị á, khi mà chị coi những cái bộ phim Hàn Quốc mà thấy các bạn diễn viên nam mà cao thì cao, các bạn diễn viên nữ mà thấp người lại rồi cái ngã ôm trọn vô trong cái lồng ngực á là chị thích lắm. Thật ra chiều cao thấp không có quan trọng ở đây, mà quan trọng là chúng ta phải xét về tư tưởng có gặp nhau hay không nha, có duyên phận với nhau không. Đấy, cảm nhận thế nào các bạn? Anh cảm nhận em thế nào ạ? Anh thấy em cũng rất là dễ thương, cũng có công việc ổn định, chịu khó làm, mà chiều cao hơi thấp chút xíu. Anh muốn chiều cao của bạn gái là bao nhiêu? Anh nghĩ phải trên 1m6. Vậy 1m55 thì được không ạ? 55 thì chắc em phải suy nghĩ lại rồi. Trả lời cái em bé không muốn hỏi cái gì nữa luôn. Thôi nghỉ chơi luôn. Nghỉ chơi luôn thiệt á. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào, các bạn trò chuyện với nhau? Trong tình yêu thì anh có hay ghen không ạ? Trong tình yêu thì nói chung đã quen nhau phải tin tưởng lẫn nhau. Anh cũng không hay ghen, nhưng mà có cái gì đó đừng có quá đáng được rồi. Còn em thì sao? Em có hay ghen tuông không? Tại vì công việc của anh cũng là kinh doanh tự do, anh hay đi đây đi đó nhiều. Anh không biết bạn gái mình có hay ghen cái chuyện đó hay không? Em thì em không phải là tuyết người hay ghen, nhưng mà nếu mà bạn trai hay có những cái lý do gì đó không chính đáng á thì em sẽ hỏi tới luôn ạ. Anh thì một tuần anh hẹn hò như thế nào ạ? Thì những lúc nào rảnh thôi, những lúc nào hai đứa rảnh thôi, không cần phải bó buộc thời gian. Lúc nào hai đứa cảm thấy rảnh gặp nhau được thì gặp thôi. Công việc của anh có nhiều thời gian rảnh không? Thường là cuối tuần hay là như thế nào ạ? Hiện tại thì công việc của anh thì cũng thỉnh thoảng thì anh bận lắm, khủng hoảng cũng dư rất nhiều thời gian. Nếu mà sắp xếp đi du lịch vẫn sắp xếp đi được, chứ không phải bị gò bó quá. Còn em thì công việc của em thì làm cái nghề đó thì chắc cũng cuối tuần mới rảnh thôi. Đúng rồi ạ, thì công việc em là giờ hành chính á, thì buổi tối hoặc là cuối tuần thì em cũng rảnh. Quan điểm khoảng bao lâu thì chúng ta có thể kết hôn với nhau? Theo anh thì quan điểm về hôn nhân nói chung mình quen nhau không phải là quen nhau 3-4 năm hay là 5 năm thì mới gọi là cưới. Có những người anh thấy nếu mà quen nhau ví dụ tầm 3-4 tháng, 5 tháng, nếu mà cảm thấy hợp thì vẫn cưới nhau bình thường. Có những người ta quen rất là lâu năm nhưng mà tới khi đám cưới người ta vẫn không có cưới được, có những cái gì đó người ta không có đến với nhau được. Vậy khi nào thì anh cưới? Thì duyên tới thì anh cưới thôi. Chứ anh không có xác định trước bao lâu anh cưới đó. Cái duyên tới là anh cưới thôi. Còn em thì có muốn gấp rút gì không? Tại vì con gái thường 27-28 rồi đó thì cũng hơi... Thật ra thì cũng có, nhưng mà đúng người thì em sẽ cưới à? Đúng người thì em sẽ cưới à? Mà quan niệm quen mà có thể quen nhau bao lâu, thời gian bao lâu không? Hay không ạ, không xác định là thời gian bao lâu. Chỉ cần hai đứa cảm thấy hòa hợp với lại cùng chung chí hướng á thì sắp xếp công việc với lại hai bên gia đình. Thì anh thấy quan niệm của em cũng giống với bên anh. Thì ấy em cũng rất là dễ thương, có công việc ổn định. Nhưng mà chiều cao trời anh nó cũng hơi thấp chút xíu á. Đi guốc không được. Đi guốc được, ok. Ok là sao ta? Là được đúng không? Bây giờ được thì được, không được thì thôi. Chứ không có phải là bên đây kêu là đi guốc không được. Không đi guốc cho chị. Không đi guốc cho chị. Đúng rồi, đâu phải lúc nào cũng phải đi guốc đâu. Đúng rồi, không đi guốc. Bạn trai hãy nói chút hết cái tình cảm của mình nãy giờ sau cuộc nói chuyện với bạn gái.
mình đang suy nghĩ gì và mong muốn điều gì đi. Không biết là bạn có cái tâm tư tình cảm nào ở trong cái vấn đề chiều cao của bạn này hay không, thì bây giờ hai bạn đứng gần với nhau, nắm tay nhau, ôm nhau một cái để coi coi là cái cảm giác của mình nó như thế nào, rồi chúng ta đi đến quyết định nha. Thì rồi nhìn tôi làm chi, trời ơi trời. Ôm nhau một cái đó dễ thương lắm luôn. Ôm nhau hai cái. Chị thích vậy đó. Còn không biết là em có thích hay không thì chị không biết. Nói chung là tôi coi phim Hàn rồi tôi thích. Nói về cảm xúc của hai bạn hiện tại như thế nào, và có mong muốn cái người kia cho cái nhau cái cơ hội hay không. Đó, tự nói chuyện với nhau. Nhìn mặt nhìn nhau, mặt quay nhau, đứng đối đúng diện rồi, với nhau, đối diện cầm nhau, tay nhau. Coi coi cái bàn tay này có phải là cái bàn tay mà mình đã đi tìm hay không, mình đang đi tìm hay không. Nắm tay nhau. Thì em với anh đến với chương trình này cũng là một cái duyên rồi. Em mong là sau chương trình hai đứa sẽ cùng ra về. Thì anh cũng tới chương trình này á, thì thứ nhất anh thấy em rất là hợp tính, cũng rất là dễ thương. Thì anh cũng mong mình cũng có thời gian tìm hiểu nhau. Nếu mà mình hợp nhau thì mình đi đến cái bước xa hơn. Hay quá. Rồi chúng ta quay về chỗ và bấm nút. Nãy giờ chúng ta đã trao đổi, giao lưu với nhau. Mình có thể vui. Ai vậy? Rồi xong. Chưa nói gì bấm luôn rồi. Chốt là được rồi, được hỏi. Chốt hả? Chốt rồi, hỏi nói nữa chốt. Nắm tay. Lên đây. Chúc mừng. Đó là nắm tay luôn. Trời ơi, tôi thấy cái cặp này đẹp quá, tôi thích tụi quá. Tụi trẻ nó quyết định nhanh lắm, nắm tay nhau đi. Của tôi đó. Bây giờ chính thức ta đã hẹn hò với nhau. Bây giờ nhà gái đang theo dõi chương trình. Em trai có thể thưa hai bác, thưa gia đình, tụi con xin phép tụi con tìm hiểu nhau, rồi nếu được tụi con sẽ gì đó hứa với gia đình đi. Dạ thưa nha, bác trai bác gái. Giờ hôm nay con tới chương trình thì thứ nhất thì cũng quen được bạn Nga, cũng rất là dễ thương. Biết quan tâm chăm sóc gia đình, với lại cũng có công việc ổn định thì con cảm thấy rất là vui. Con cũng xin chào hai bác. Hôm nay con đến chương trình và gặp anh... Anh gì? Tường. Anh Tường. Dạ. Đẹp trai, cao, chỉnh chẹt. Con hy vọng là con cùng anh sẽ có một happy ending nữa. Bây giờ chúng ta sẽ gửi những phần quà dành cho hai bạn nha. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn hai em. Cảm ơn anh Bình Linh. Chúc mừng cặp đôi. Họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng họ sẽ có duyên có phận và sẽ thông báo tin vui chúng tôi. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Hút thuốc và bị hói đầu. Chết. Trời ơi. Nó có phạm một chút. Đúng rồi, keo. Đây để em làm cho. Vâng. Trời ơi, để là em gái Tiền Giang yêu dấu. Nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau thì khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân à? Theo anh nghĩ là cái thời gian đối với anh cũng không quan trọng. Quan trọng cái tình yêu anh em mình tìm hiểu nhau mà đã đủ hiểu nhau rồi. Thì anh không nghĩ là 2 năm hay 3 năm, anh nghĩ cũng có khả năng là 2-3 tháng. Nếu mà anh em mình tìm hiểu nhau mà đến với nhau thì là rất là tốt. Dạ. Mời nhà trai. Mời em trai. Xin được mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và cái em kia, và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Vinh, quê em là ở Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ. Hiện em Nam làm công tác tại Bà Rịa Vũng Tàu. Vinh làm gì Vinh? Dạ vâng, em làm bên cơ khí, em làm phó giám đốc điều hành. À, phó giám đốc rồi điều dạ hành vâng. Về cơ khí. Dạ Vinh vâng. Vinh ở Vũng Tàu ở với ai? Dạ vâng, em lên Vũng Tàu nên em đi công trường. Ở công trường, nhưng mà em ở đó với ai? Dạ em ở với lại anh em tập thể cán bộ nhân viên. À, chứ không có gia đình ở đó, có mình em đúng không? Dạ vâng, em cũng có gia đình rồi, nhưng mà em ly hôn. À, dạ rồi, vâng. Mời nhà gái. Lời nói đầu tiên em xin gửi lời chào thân ái đến chị Ngọc Lan cùng với anh Quyền Linh, cùng tất cả các anh chị đang
trong trường quay ngày hôm nay và cũng như các anh chị đang xem trên màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Lữ Thị Mỹ Hạnh, năm nay 34 tuổi, đang sống và làm việc tại Tiền Giang. Công việc hiện tại của mình là làm bên bộ phận thu mua hàng. Mời nhà trai mình nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ vâng, em xin nói về điểm mạnh trước ạ. Điểm mạnh của em là về văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Em thì rất thích món ăn hải sản và thích đi du lịch. Còn điểm yếu của em là hay kiểu như là tin người cho người ta vay đó. Thì người ta kiểu như là lúc thì bạn bè tốt với nhau, người ta cho vay rồi mất cả tình cảm bạn bè. Đó mới là nhược điểm của em nữa là em hay dỗi. Hay dỗi không? Hay dỗi, dạ vâng. À, giận dỗi đúng không? Giận dỗi đấy. Rồi, chúng ta đến với bạn gái nè. Dạ, ưu điểm của em là một người vui vẻ, sống cởi mở, gần gũi với tự nhiên, thích sống cuộc sống giản dị, sống quan tâm với người khác, biết vun vén cho gia đình. Dạ, còn khuyết điểm của em là em nấu ăn cũng tương đối nhưng mà không được giỏi lắm. Không sao đâu, cái đó không sao cả. Dạ, em có nghe bạn kia đó nấu ăn rất giỏi. Không sao cả thì một người nấu giỏi thôi được rồi, chứ chi mà tới hai người nấu giỏi. Đường tình duyên nhà gái sao? Dạ, em trải qua ba mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là em yêu đơn phương một anh lớp trên. Hồi em học năm 2 đại học, yêu đơn phương nó 3 năm. Cho đến khi ra trường thì em đi làm ở công ty và em có gặp một anh là mối tình thứ hai của em. Có thể nói đây là mối tình khá là sâu sắc đối với em. Nhưng mà do là khoảng chênh lệch về tuổi tác thứ nhất, cái thứ hai là lúc đó em còn trẻ con quá nên là không có duy trì được lâu. Rồi mối tình thứ ba. Còn mối tình thứ ba thì do là vì lý do gia đình em phải về quê để hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình nên là 3 năm trước là em có về quê, em lập nghiệp ở quê thì bạn đó không đồng ý yêu xa, khoảng cách về địa lý thì làm cho tình cảm phai nhạt dần. Bây giờ chúng ta nghe về bên kia tình trường như thế nào nè. Nhà trai. Dạ vâng, tình trường của em là em cũng đã một lần đổ vỡ. Em với bà xã chung sống là được 3 năm. 3 năm? Dạ vâng. Rồi chia tay mấy năm rồi? Chia tay được 6 năm rồi. Thì hai vợ chồng có mấy người con? Dạ em có hai người con, một trai một gái. Lớn chưa? Dạ con trai em năm nay học lớp 7 rồi. Con gái năm nay học lớp 4 rồi. Cháu đang ở với ai? Mà cháu trai ở với em mà cháu gái ở với mẹ. Nhưng mà trước đây là em lấy vợ này em ở rể. Mãi về sau này hai cháu nó quý mến nhau quá thì thôi thì em muốn ở chỗ mẹ em ấy là cũng gần trường học. Mới lại môi trường nó tốt. Thì em cho cháu trai nó về học, học hành hay là chi phí thế nào em cũng chu cấp cho con cái. Dạ vâng. Nghĩa là giờ em ở một mình? Dạ vâng, bây giờ em ở với một mình với mẹ em. Tình trường hai bên cũng đã rõ, nhà gái có muốn nói gì không? Bởi vì bên đây đã một lần đổ vỡ đó. Dạ, em thì không thành vấn đề. Đối với em là một người đã có kinh nghiệm trong cuộc sống thì em tin tưởng và không phải là rào cản để các em có thể tìm hiểu. Rồi tốt quá. Vậy là nhẹ lòng rồi ha. Bây giờ em gái muốn tìm một người đàn ông lý tưởng như thế nào? Nói coi có giống bên nhà trai không? Mối hình lý tưởng của em là giống như anh Quyền Linh á. Trời ơi! Em rất là hâm mộ anh Quyền Linh ạ. Chào em, cảm ơn em. Chào anh ạ. Anh lúc này hơi mập thôi. Dạ. Chứ hồi nhỏ anh cũng được lắm á. Vẫn rất phong độ ạ. Phong độ đúng không? Dạ. Được, bên đây cũng được, mặt cũng đẹp trai. Còn bây giờ nè, chút xíu thôi. Bây giờ em nói rõ đi, em muốn cao nhiêu, mập hay ốm, nói để chị qua chị ngó không cho. Không có mập. Em chào Quyền Linh xinh đẹp ạ. Dạ chào nhà trai. Đó, giờ muốn đen hay trắng? Da cỡ em là được rồi, đừng có trắng quá. Được. Được. Rồi gì nữa? Cao hơn em một chút ạ. Chưa chắc. Này phải khẳng định tôi mới nói thiệt luôn à. Này phải tí nữa mở rào mới biết được. Rồi không thích điều gì nữa không? Dạ không thích người đàn ông hút thuốc và bị hói đầu. Chết. Trời ơi. Nó có phạm một chút. Không đáng kể. Dán nhẹ nhẹ xuống. Anh em đúng rồi. Keo. Đây để em làm cho. Dạ vâng. Em. Tôi cũng hói vậy. Nè bây giờ anh cào cào không. Xuống đó. Trời ơi, để là em gái Tiền Giang yêu dấu. Dạ. Bây giờ anh nói em nghe nè. Thật ra hói là rất là thông minh. Hói là thương vợ thương con. Dạ. Hói là ta biết yêu thương người yêu của mình. Hói là chăm sóc phụ nữ, ga lăng phụ nữ. Hói là có tất cả. Còn cái ông không hói đẹp trai không có gì hết, em chọn ai? Để em suy nghĩ. Trời ơi vậy mà còn suy nghĩ nữa chứ. Bây giờ em còn đòi hỏi gì nữa không nhà gái? Dạ em chỉ em không có quan trọng ngoại hình. Chỉ cần bạn đó biết quan tâm chăm sóc đến gia đình hai bên là em cảm thấy thỏa mãn rồi. Rồi được. Bây giờ em thích người phụ nữ thế nào, nói cho anh nghe coi có giống bên kia không?
Dạ vâng, em thích người phụ nữ thứ nhất đầu tiên là phải trung thủy. Thứ hai nữa là em thích người giống như chị Nam Thư. Nam Thư hả? Nam Thư là một mẫu người cá tính, dạ, mạnh mẽ. Như chị Ngọc Lan cũng được, càng xinh gái ạ. Không, chị Ngọc Lan thì rất là yếu đuối và mong manh, không có mạnh mẽ được đâu. Cô gái bên kia là cô gái xinh đẹp nha, dễ thương nha em trai. Nói chung là bên kia là cô gái cũng rất là thông minh luôn đó, năng động luôn. Thành ra là anh thấy với những cái tiêu chí đưa ra bên kia dư sức đáp ứng nhu cầu luôn. Bây giờ chúng ta hãy nghe người thân chia sẻ đi. Đúng rồi. Anh đi với ai? Dạ em hôm nay có đi với bác nhưng mà bác lại bận công việc. Dạ, dạ. Vâng, thế nào là không đến được. Rồi không sao, sẽ có anh Quyền Linh. Rồi bạn gái mình đi với ai cưng? À, em đi với bạn thân của em là bạn Thúy ạ. Dạ chào em. Dạ, để nhận xét về Hạnh thì em thấy Hạnh là một người phụ nữ của gia đình. Hạnh là cũng thuộc về là phụ nữ đảm đang. Anh Vinh thì em thấy anh cũng hiền. Anh thì là ở Vũng Tàu, còn Hạnh là ở Tiền Giang. Nếu mà anh với Hạnh khắc phục được cái khoảng cách đó, thì em nghĩ là anh và Hạnh cho thời gian để tìm hiểu nhau ạ. Anh nghĩ khoảng cách không quan trọng, quan trọng mình có yêu nhau hay không thôi. Dạ đúng rồi. Tình yêu đủ lớn không thôi. Rồi, mở rào thôi. Đấy, không gian này là của em đó. Bắt đầu đi. Dạ em chào anh. Anh đến với chương trình có quà tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng món quà tặng anh ạ. Anh xin, cảm ơn em. Bó hoa đẹp quá à. Mình có muốn mở ra xem nhà trai tặng mình cái gì trong đây không? Rồi em trai lại mở ra phụ bạn gái đi. Vòng vàng nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay gì đó đeo vô. Thì anh nghĩ là cái đồng hồ này là cũng coi như là một cái kỷ niệm. Dạ. Em xem đồng hồ đấy lúc nào cũng có anh bên cạnh. Đây 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 đúng rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Anh gặp em anh nghĩ gì về em ạ? Nói chung là anh gặp em anh cảm thấy là anh rất là mến em rồi. Dạ. Em thấy anh sao? Có đúng gu của em không? Cái cảm xúc đầu tiên là anh thấy anh rất là hiền ạ. Dạ, anh rất là hiền và chân thật ạ. Đúng ạ, mà trong tí anh bảo anh hiền. Dạ, anh đã từng đổ vỡ một lần rồi là hiện tại anh có sẵn sàng để tiếp nhận người mới hay không ạ? Anh cũng đã đổ vỡ một lần nên là anh cũng nghĩ là mình trong một cái quá trình và cái thời gian đấy anh suy nghĩ kỹ. Anh cũng muốn là lên đây là lần mới được bạn đời nửa đời còn lại của mình. Anh cũng rất là muốn là đến đây là tìm hiểu và chân thành đến với lại một người mà mình yêu. Dạ. Anh có ngại về khoảng cách địa lý khi hiện tại em ở Tiền Giang, anh ở Vũng Tàu không ạ? Đối với anh thì anh cũng là đi công trường rất nhiều nhưng mà anh không nghĩ về quá, anh chỉ cần biết lý do. Nếu mà chúng ta có thể tìm hiểu nhau á thì một tuần anh có thể gặp em được mấy lần? Nói chung là công việc anh thì nó cũng khá là bận rộn. Dạ. Anh sẽ cố gắng là một tháng được 2-3 ngày. Dạ. Nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau thì khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân ạ? Theo anh nghĩ là cái thời gian đối với anh cũng không quan trọng. Quan trọng cái tình yêu anh em mình tìm hiểu nhau mà đã đủ hiểu nhau rồi. Thì anh không nghĩ là 2 năm hay 3 năm, anh nghĩ cũng có khả năng là 2-3 tháng. Nếu mà anh em mình tìm hiểu nhau mà đến với nhau thì là rất là tốt. Dạ, em thì rất là thích nấu ăn nhưng mà em nấu chưa được giỏi cho lắm. Anh có thể... nếu mà em nấu ăn thì anh có thể hỗ trợ dọn dẹp phụ em được không? Thôi được, bởi vì anh là tự lập từ nhỏ. Từ nhỏ anh đã đi học và tự mình vươn trải và tự mình làm. Anh hỏi em một chút là chẳng hạn như là yêu xa như vậy, chẳng hạn như nhà anh ở xa mà sau này chẳng hạn anh làm ở đây, tức cũng khả năng anh không cố định làm ở đây, cũng có khả năng anh phải về trong công ty. Yeah. Đấy, anh điều hành nhưng mà chủ chốt ở công ty anh vẫn là Hải Phòng. Quan niệm của em là em có về làm dâu được không hay là em là như thế nào? Dạ, quan điểm của em là một người thích vun vén cho gia đình nên là vấn đề làm dâu đó em là không thành vấn đề, không phải là rào cản ạ. Tốt. À. Bây giờ là em thấy tóc tai gì được chưa? Có quá có hơi gì không? Dạ cũng tương đối hợp lý rồi anh. Quá hợp lý đâu có gì đâu đúng không? Dạ. Bây giờ nè, nếu như bây giờ đến với nhau thì là em sẽ đủ lo gọi là cho vợ cho con này kia chưa, có chỗ ở riêng chưa, chuẩn bị gì chưa, nói cho cô biết luôn đi. Dạ vâng, nếu mà hai anh em đến với nhau thì anh có thể lo được cho em. Nhưng mà anh hỏi em một chút là em có hay ghen ạ? Dạ không, em không có ghen ạ. À thế ạ. Nhưng mà lừa dối em là em chấm hết ạ. Quan điểm tình yêu của em á là phải chung thủy và không lừa dối em. Một là không lừa dối, hai là không lừa dối nhiều lần.
mà trong cái quá trình anh em mình cứ phải thật nhiều, với nhau một lần chia sẻ được. Không nhiều lần thôi. Trước khi bấm nút mà mình phải tiếp xúc về da thịt với nhau một cái cảm xúc và tao nói là tiếp... được cầm tay là tiếp xúc da thịt chứ còn gì nữa. Tao nói là giao lưu cảm xúc đi cho nó nghe nhẹ nhàng. Tay hầm rất là ấm áp. Thôi thì anh em mình đến đây là nó cũng một cái là một cái duyên. Bản thân anh ấy cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều đã tạo điều kiện đấy mà anh em mình có duyên, mà anh thì cũng là người ở xa đấy mà có duyên mà đến với nhau thì anh cũng mong rằng là anh em mình cho nhau một cơ hội đấy để tìm hiểu. Nếu anh em mình tiến tới được thì là rất là tốt. Anh thì sống rất là tình cảm. Dạ. Đó. Vậy có chốt đơn không vậy anh? Có chốt đơn không? Chốt đơn. Thì hôm nay đến với chương trình thì là em anh cũng nói thực sự là hơn năm này anh không được về quê. Đó, nhưng mà anh lại nhớ đến quê hương thì nhân dịp đây thì anh cũng tặng một bài hát đấy, về quê qua một nhạc sĩ Phó Đức Phương. Xin khán giả một tràng vỗ tay thật lớn luôn ạ. Theo em anh thì về, theo em anh thì về thăm lại miền quê, nơi có một chiến đi, có hàng tre du thì chiều về. Ơi quê ta bánh đà bánh đúc, lời thảo thơm đồng xanh trái ngọt, lời tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta dầm sương dài nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái chiều, kia dáng ai như dáng chị dáng mẹ tôi. Xin lỗi. Hát hay quá à. Thôi em hay gái đi, em gái. Thôi em gái hát đi. Em thích hát nhưng mà hát không có được hay nha anh Nguyễn Linh. Kệ, chơi đi em, không sao. Dạ. Dạ em xin phép được tặng anh một bài hát là bài Tóc Hát. Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc thề, dường như đâu đó tóc ta nói gì, lắng nghe giùm tôi, dường như đâu đó nghe trong gió thoảng, tiếng hát mơ màng, dường như em đã lăn thăm qua đây, dịu dàng tóc mai. Em quên lời rồi, em xin hết ạ. Trời ơi, tôi đang lắc tóc tôi diễn luôn á. Đúng bài Ngọc Lan luôn á, đúng tóc Ngọc Lan luôn á. Bây giờ đã đến giờ phút ta quyết định. Khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Không phải bấm để cho có bấm, mà bấm bằng cả trái tim của mình. Nào chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nhanh gọn lẹ. Chúc mừng hai bạn. Này, tôi nói cậu biết nha. Cô gái Tiền Giang rất là dễ thương luôn đó. Hãy cố gắng chăm sóc cái mối tình này. Đây là một em gái mà tôi tin tưởng rằng là rất là chung thủy. Cảm giác lòng thấy sao? Cảm giác lúc này em rất là hồi hộp. Rất là hồi hộp, là em nghĩ là đây là những khoảnh khắc chắc là hạnh phúc nhất. Cảm giác sao em gái Tiền Giang? Dạ em cảm thấy rất là bồi hồi và xúc động ạ. Rồi bây giờ sẽ là những phần quà từ chương trình. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ vâng. Đi về Tiền Giang đi. Một ngày rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà chúng ta đã kết nối được những mảnh ghép trong cuộc sống, họ đã đến với nhau để yêu thương nhau, để lan tỏa những năng lượng tích cực trong cuộc sống. Bây giờ thì xin phép được chào tạm biệt quý vị.